bụng to, khiến nam giới yêu kém hơn. Bụng bia thường được dùng để gọi những người đàn ông có bụng to và phệ do uống nhiều rượu bia. Thực tế, bụng to còn đi kèm tình trạng thừa cân béo phì và các vấn đề về sức khỏe khác, bao gồm khả năng quan hệ ở nam giới. Bụng bia do đâu? Vòng bụng to ở nam giới chỉ xuất hiện khi năng lượng nạp vào vượt quá năng lượng tiêu hao đến từ các hoạt động thể lực. Trong những cuộc nhậu, nam giới thường uống nhiều. Ngoài ra, tác dụng kích thích tiêu hóa của cồn khiến họ có cảm giác ngon miệng và ăn nhiều hơn. Nguyên nhân bụng bia ở nam giới thực tế đến từ dung nạp quá nhiều năng lượng gây dư thừa trong các bữa nhậu với bạn bè. Hầu hết đồ ăn trong các buổi nhậu đều chứa nhiều chất béo, năng lượng lớn. Do đó, năng lượng cơ thể thu nạp và tăng lên dẫn đến thừa cân. Bên cạnh đó, rượu, bia đều là các chế phẩm từ cồn. Xét về dinh dưỡng, một gam cồn tương ứng 7 calo. Vì vậy, cơ thể sẽ hấp thụ một lượng lớn năng lượng khi uống quá nhiều. Điều này lý giải nguyên nhân nhiều người không ăn chỉ uống xong vẫn béo phì. Nhiều người cho rằng rượu không gây tăng cân như bia. Về điều này, bác sĩ nhận định, so với bia, rượu có nồng độ cồn cao hơn, làm mọi người dễ say và uống được ít hơn. Tuy nhiên, khi tính theo đơn vị cồn, năng lượng nạp vào cơ thể của cả hai tương đương. Dù bia hay rượu, khi uống quá nhiều, cơ thể không thể chuyển hóa, năng lượng sẽ bị tồn đọng trong cơ thể. Rối loạn cương dương vì béo phì. Bác sĩ chuyên khoa cho hay khi nam giới sở hữu bụng bia, vấn đề đầu tiên họ phải đối mặt là dương vật bị che bớt một phần kích thước bụng càng to dương vật bị vùi lấp càng nhiều bác sĩ cho biết không dừng lại ở đó khả năng cương cứng của bộ phận này cũng bị ảnh hưởng khi bụng quá to người béo phì thường có lượng mỡ trong máu cao gây cản trở lưu thông từ đó lượng máu bơm vào dương vật giảm đây là nguyên nhân chính khiến dương vật khó cương cũng như duy trì độ cứng nam giới sẽ giảm khả năng hoạt động tình dục ngoài việc máu được bơm vào ít người béo phì thường có nồng độ testosterone thấp Cơ bắp vì thế cũng trở nên yếu hơn, đặc biệt là các nhóm cơ bơm giữ máu trong dương vật dẫn đến gia tăng tình trạng rối loạn cương dương. Ngoài chất lượng tình dục giảm, người có bụng bia còn gặp phải vô vàn nguy cơ về sức khỏe. Người béo phì thường có thói quen ít vận động từ đó ứ trệ tuần hoàn và phát sinh các gốc tự do nhiều hơn. Điều này gây tổn hại mang tế bào tinh trùng, biến đổi các phân tử ADN, dẫn đến tinh trùng yếu, thoái hóa và dị dạng. Theo bác sĩ, nam giới có bụng bia sớm muộn sẽ gặp các vấn đề về sinh sản tai hại hơn, nó còn gây ứ trệ hoạt động ở những cơ quan khác, dẫn đến đái đường, tăng huyết áp, tim mạch, suy vành, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, xuất huyết não. Khi sử dụng rượu, bia, chúng ta nạp vào cơ thể những năng lượng rỗng. Đây là đơn vị năng lượng, nhưng không mang đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, không thể chuyển hóa thành năng lượng hoạt động cho cơ thể. Mặt khác, uống nhiều rượu, bia còn làm ứ động các chất độc trong cơ thể, năng lượng dư thừa khiến lượng mỡ tăng cao đặc biệt là mỡ phủ tạng gây nguy hiểm đến sức khỏe theo bác sĩ những người có bụng bia cần cân bằng lại khẩu phần ăn cùng chế độ tập luyện hợp lý khoa học nhằm giảm kích thước vòng hai càng sớm càng tốt